Bây giờ bác lại cái câu chuyện mà chúng ta nói đến ở trong cái bài ý định hành vi. Thì mọi người nhìn ở đây là cái mô hình CFA của mình ở đây là BI Intent sẽ bằng BI2, BI3, BI4, BI5 và RENLA ở đây là REN 1, REN 2, REN 3, REN 4. Như vậy là mình sẽ có ở đây là mình có K bằng 7. Được chưa? Mình có số biến của mình số số biến quan sát ở đây bằng 7. 7 thì là mình sẽ có cái số bậc tự do là 7 nhân với 2. 7 nhân với 8 chia cho 2. 56 mà chia cho 2 bằng bao nhiêu? 56 chia 7 nhân 4 28. 28. Rồi. Thì mình sẽ có là 28. Thì cái số lượng mà bậc tự do của mình mà ước lượng ấy, ở đây là mình sẽ ước lượng các biến, ví dụ ở BI Intent ở đây là mình sẽ fix cố định cái BI2 là bằng 1, còn BI3, BI4, BI5 là mình ước lượng. Thì như vậy mình sẽ có 3 tham số ước lượng, 2 tham số, 3 tham số và 9 tham số. Thì tổng giá trị ước lượng nó sẽ là 17. Thì ở đây nó sẽ trong cái mô hình mình chạy ra là number model parameter nó sẽ là 17. Và như vậy cái số bậc tự do của mình nó sẽ là bằng 11. Ở đây là 28 trừ 17 bằng 11 bậc tự do là nó cũng vừa xác định. Thì đấy là cái câu chuyện là xác định của mô hình. Thì thường là như mình đã nói là mô hình phần lớn là phải thừa xác định hay là mô hình xác định thì nó sẽ chạy được, còn nếu mà không thì nó sẽ nói luôn là không chạy được mô hình. Thôi còn cái gì nữa, cái này mình chỉ nói lại là cái tính cái số bậc tự do như thế nào, 7 nhân 8 chia 2 trừ 17. Ngoài ra thì cái quy tắc số 2 mà người ta cũng có thể sử dụng, đấy là cái quy tắc mà cái B bằng 0. Nếu mà không có các biến nội sinh y nào ảnh hưởng đến cái biến nội sinh khác, ví dụ như là cái ma trận cái y này nó không có cái như ban nãy mình có y bằng beta y cộng với gamma x cộng c thì coi như cái B này được bằng 0. Thì mình không có cái phần này thì nó không có y xuất hiện ở bên phải của phương trình. Thì những cái mô hình này nó cũng luôn là mô hình được xác định, nhưng mà đây nó cũng chỉ là điều kiện đủ thôi, nhưng mà nó chưa phải là điều kiện cần. Ví dụ như là phần dư si trong mô hình mà nó không không có tương quan, phương trình không tương quan. Thế bây giờ nó có một cái luật nữa, nó gọi là cái quy tắc B, nó gọi là luật đệ quy. Luật đệ quy được áp dụng khi mà mình có cái thành phần tự do B, beta mà thuộc cái ma trận tam giác này này, nó ở cái hoặc là nó ở nó thuộc ma trận tam giác, có nghĩa là nó ở bên dưới cái đường chéo hoặc nó ở bên trên đường chéo, thì nó sẽ xác định. Và cái phần C tức là cái ma trận chéo này này nó không có tương quan giữa các phần dư, hay nói cách khác là I1 và I2 nó không có tương quan, thì mình cái ma trận của cái phần dư nó chỉ là cái ma trận chéo thôi. Thì đây cũng là điều kiện đủ để xác định mô hình, tức là không có quan hệ qua lại giữa các biến IS, hay là nói cách khác là không có vòng lặp liên hệ ngược. Thì đối với cả cái ma trận cảm xúc cộng đoàn thì đương nhiên chúng ta biết là cái ma trận đấy nó là xác định, bởi vì à cái mô hình nó là xác định bởi vì là mình đã chạy ra toàn bộ cái hệ số hồi quy. Nhưng mà cũng nói luôn là tại sao khi mà có thể có một số lúc mà mình chạy mô hình nó không ra, thì đây là một cái ví dụ là cái biến I1 và I2 nó có cái mối quan hệ là I1 tác động lên I2 và I2 tác động lên I1. Thì nếu mà đứng về góc độ cái ma trận B này này là nó không phải là chỉ có các giá trị ở dưới đường chéo mà nó có giá trị ở ở trên cả bên trên và bên dưới đường chéo, thì như vậy là nó cũng là không xác định. Cái tiếp theo nữa là cái mô hình này cũng cũng không phải là một mô hình đệ quy, bởi vì là bởi vì sao mọi người đã nhìn thấy chưa?
Bởi vì C này nó không phải là ma trận chéo, hay nói cách khác là cái I1 ảnh hưởng lên I2, nhưng mà cái phần nó lại có cái câu variate giữa cái C1 và C2. Như vậy thì nó là không xác định. Cái mô hình này nó cũng không phải là mô hình xác định. Mình thấy nhấp nháy không biết là thì đây là cái câu chuyện của cái vấn đề xác định. Thì summary lại, tổng kết lại thì thường là mình sẽ kiểm định cái số bậc tự do, được chưa? Mà trên thực tế là khi mà mình nhìn ở đây ấy, mình nhìn cái số bậc tự do của mô hình ấy, thì mình sẽ biết là mình sẽ còn có thêm các ràng buộc được nữa không, hay là mình không thể thêm các ràng buộc bởi vì cái số bậc tự do của mình nó đã mất hết rồi. Thì mình sẽ nhìn ở cái degree of freedom của model test user là mình xem là nó lớn hơn không hay không. Nếu mà nó bằng không rồi thì mình nên giảm bớt một hai cái ràng buộc nào đấy để cho cái bậc tự do nó lớn hơn không, thì mô hình đấy nó mới có cái độ fit được. Thì đấy là cái summary của cái câu chuyện là tại sao chúng ta phải quan tâm đến cái tính xác định của mô hình. Còn thì một cái điểm nữa là những cái khi mà mình specify, tức là mình xác định cái mô hình hay mình viết cái mô hình của mình, thì mình cũng chú ý là nó cũng có một số những cái ràng buộc nhất định liên quan đến cái câu chuyện là mình không được phép cho các biến phụ thuộc, các biến endogenous mà nó có interactive, nó có các mối liên hệ với nhau, liên hệ qua lại với nhau. Thì cái trường hợp này nó cũng là một trường hợp không định quy. Thì đó là cái phần đầu tiên mà liên quan đến 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 tính xác định của mô hình. Và tiếp theo là đến cái phần ước lượng. Thì mọi người, trước khi mình đi sang phần ước lượng thì mọi người có câu hỏi gì không ạ? Im lặng như tờ. Mọi người có theo dõi được không hay là mình nói nhanh quá? Không ai nói gì. Về cơ bản thì khá nhiều công thức đấy. Vẫn theo được chị. Thì mình chỉ nói lại là Thôi giờ chị mình cứ đi đi ạ. Không có câu câu chuyện hỏi gì công thức khác, ấy, thầy cô vẫn thì mọi người chỉ cần đây. nhìn ở cái chỗ model test user, xem xét cái degree of freedom ở đây thôi. Đấy. Finally là nó là câu chuyện như vậy. Bởi vì nó liên quan đến tính xác định thì cái bậc tự do nó phải lớn hơn không. Còn thì những thứ khác thì mọi người cũng có thể là get it easy, take it easy, sorry. Rồi. Cái phần mà liên quan đến ước lượng thì trong cái phần hồi quy cơ bản ấy, thì cái phần bởi vì là mình là dân dạy kinh tế lượng cho nên cái gì cũng cũng lôi hàm hồi quy ra. Thì thường là mình sẽ tìm các cái giá trị tham số để cho cái tổng bình phương của cái phần dư nó là nhỏ nhất. Thì những cái này nó phù hợp cho những cái quan sát đơn lẻ ấy. Trong cái mô hình SEM ấy mà mình tìm cái ước lượng tham số thì mình sẽ quan tâm đến cái phần phương sai của cái mô hình mình ước lượng ra được và cái ma trận hiệp phương sai mà mình có lúc ban đầu, thì mình sẽ tối thiểu hóa cái phần dư là cái hàm gọi là hàm simin, là hàm f theta, là bằng cái phần ma trận hiệp phương sai mình quan sát trừ đi cái phần ma trận hiệp phương sai mà mình có được từ mô hình. Nếu mà là mô hình của mình là chính xác thì cái sigma c này này nó sẽ tiến về cái giá trị s. Về góc độ ở phương pháp ước lượng ở trong A hay là trong các phần mềm khác để chạy xem ấy,
thì nó có các phương pháp là ML, là phương pháp ước lượng hợp lý cực đại, phương pháp bình phương nhỏ nhất, phương pháp bình phương nhỏ nhất phi trọng số, phương pháp phân phối tiệm cận. Và trong cái gọi là Likert scale của mình ấy, thì người ta cũng hay dùng cái gọi là phương pháp bình phương trọng số nhỏ nhất theo đường chéo. Thì cái phần phần mà ước lượng thì thực ra ấy, mọi người cũng chỉ quan tâm đến câu chuyện là mình phần lớn là dùng theo ML hoặc là MLE để ấy thôi. Thì cái về cơ bản là cái phương pháp này nó cũng đưa ra được cái xác ước lượng tham số, và nó có cái kiểm định Wang cho ước lượng tham số. Thì bởi vì cái phương pháp hợp lý cực đại nó giả thiết là số liệu ở trong mô hình của mình nó là theo phân phối chuẩn, cho nên là lúc sau cái kiểm định của các bạn sẽ là cái kiểm định xét theo 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 Wang, và mình đưa ra được cái khoảng tin cận. Ước lượng mô hình thì nó trên thực tế thì trong A đây là mình có ở trong Lavan CFA, Lavan CFA thì nó có MLM, nó có MLMVS. Nhưng mà các bạn cũng không phải là quá quan trọng lắm, chỉ nhớ rằng là trong trường hợp là dữ liệu của mình nó không hoàn chỉnh thì mình nên dùng cái MLS hoặc là MLR, chứ không nên dùng cái mặc định của nó là MLM. Thì chỉ nhắc một cái câu chuyện đấy thôi, là dữ liệu của mình nó bị thiếu ấy, thì phải dùng MLS thì nó sẽ chuẩn hơn. Còn thì khi mà với cái dữ liệu của mình mà chạy cho cái mô hình ý định hành vi ấy, thì ý định hành vi của mình thì đây là cái output của cái ví dụ mà mình chạy ban nãy, là biến BinTen mà theo BI và RELA theo RAM. Thì mình chạy phương pháp là ML, phương pháp tối ưu là LM, LMM min. Thì cái này mình cũng giải thích luôn là nonlinear minimization rồi theo Boyden. Đúng rồi. Cũng sửa cái nó không phải là binomial đâu mà là nó theo Boyden. Thì cái này của MLmin ấy thì nó dựa theo cái PO. Cái PO này cũng là một cái package rất là nổi tiếng ở trong A, mà hồi xưa thì nó dùng cho portfolio optimization, tức là những ai mà làm finance ấy, thì làm tài chính thì bao giờ cũng phải biết là cái mô hình mà làm cái gọi là danh mục đầu tư tối ưu, người ta sẽ tính cho mình là mình nên đầu tư vào cổ phiếu ví dụ FPT là bao nhiêu phần trăm, cổ phiếu Vinamilk là bao nhiêu phần trăm. Thì chính thế cho nên là cái phương án mà tính tối ưu này nó rất nổi tiếng, bởi vì nó cũng liên quan đến đến tiền, nó liên quan đến tiền. Được tiệm. Rồi, anyway là nó mình chỉ giới thiệu sơ sơ. Thì cái mô hình của mình thì nó chạy sau 3 cái 37 lần lặp thì nó chạy ra được cái kết quả ước lượng. Thì nói chung là tuy là 37 lần lặp nhưng mà nó chạy rất nhanh, nó chỉ chạy hơn 1 phút thôi. Có khi còn không đến, không nhỉ. Thì mình sẽ thì đấy là giới thiệu về cái vấn đề mà nó liên quan đến ước lượng của mô hình. Nhưng tiếp đấy từ từ cho em nói, không hẳn là câu hỏi đâu, nhưng mà chắc là cũng chia sẻ thêm một chút là nếu mà các thầy cô mà đã quen ở những cái phần mềm mà chọn nghĩa là cứ kích chọn đấy ạ, kích chọn như kiểu SPSS ấy, thì là ở trên A nhiều khi mình cũng tính toán, mình cũng dùng theo cái xu hướng như thế. Là đôi khi mình cũng dùng những cái lựa chọn sẵn ở trên A, xong rồi là ví dụ tất cả các phương pháp mà cô Bình đang trình bày thì là những cái phần ước lượng tối ưu nó cũng rất là mới, thì chúng ta cũng chỉ nắm một chút về nguyên lý thôi, còn nó cũng rất là nhiều thứ. Thì nếu mà thực sự mà đi phát triển về mô hình ấy, phát triển rất là sâu ấy, thì chúng ta mới đọc sâu, còn bình thường thì các thầy cô cũng không biết, chứ còn chắc là cũng không phải cần biết quá sâu ạ.
Đấy là cái cá nhân của em khi mà em làm và gặp rất là nhiều những cái thuật ngữ mới. Tại vì cứ mình gặp A, mình đi tìm hiểu A, xong mình đi tìm A từ A đến B, mình cứ đi tìm hiểu lý thuyết như thế thì nó cũng rất là khó. Nên là đôi khi trong quá trình mà làm với A hay là làm ứng dụng thì mình cũng đi một cái cách, nó là nghĩa là có lựa chọn một cách hợp lý, tức là mình vừa làm mô hình rồi mình hiểu một cách sao được gọi, còn đơn giản là vừa đủ đúng không ạ, cái gì cũng vừa đủ thì để mình có thể là moving forward. Đúng rồi, mình hiểu một cách basic như thế. Sau đấy thì nếu mà mình muốn kỹ hơn về phần nào đấy thì mình sẽ dành thời gian hơn cho cái phần đó. Nhưng mà để nói rằng là cái A bây giờ cũng cũng là một cái thế giới rất là mênh mông, và nếu mà mọi người quan tâm đến A và liên quan đến vấn đề xử lý dữ liệu thì còn rất nhiều đất diễn. Thì trước khi mình đi sang cái vấn đề gọi là để đo cái mức độ phù hợp của mô hình ấy, thì mọi người có câu hỏi gì không ạ? Mình hy vọng là mọi người không buồn ngủ quá. Mọi người vẫn còn đang tỉnh chứ ạ? Vâng, tôi thấy chăm chú mà chị. Vẫn nghe được Ok. à, nghe rất say sưa. Đừng ngủ gật nhé. Em muốn hỏi thêm một tí thôi ạ. Dạ. Em hỏi Em đi. cảm ơn ạ. Vâng, tức là như vừa nãy thì qua ví dụ thì em thấy là mình xác định cái độ tự do DF là bằng bằng công thức kiểu tính nhẩm á, tức là không có và không có lệnh ấy. Thì em muốn hỏi là tới đây mình có cái cách nào để mình tính công thức này một cách tự động không chị? À, trên thực tế là mình tính nhẩm lại để mình hiểu cái con số mà máy tính cho mình thôi, chứ còn trên thực tế là mình không bao giờ cần phải tính cái con số đấy. Bởi vì là lúc mà mình chạy chạy đây đây nhá, mình specify cái mô hình như thế này, sau đấy thì mình đánh cái lệnh là summary CFA. Dạ. Thì nó sẽ ra cho mình một loạt cái này luôn. Nó ra cho mình xem là mình chạy cái mô hình này dùng phương pháp nào, số lượng observation của mình là bao nhiêu, cái mô hình của mình thì cái các giá trị chi-square statistic, lát nữa mình sẽ nói, ngay sau đây mình sẽ nói, số lượng bậc tự do là bao nhiêu. Thì nó chạy, máy chạy cho mình mà. Chỉ có là mình cần phải biết là mình cần phải đọc cái số degree of freedom ở đây. Đấy. Thay vì là mình đọc cái số degree of freedom ở bên dưới, cái câu chuyện là tại sao đọc cái bên trên mà không đọc cái bên dưới, thì cái này nó là model test user, tức là cái mô hình mà mình đang sử dụng. Còn đây cái này nó gọi là test baseline, tức là mô hình ở trong cái trường hợp là worst case, tức là mình không ước lượng nhiều, mình có cái số lượng bậc tự do lớn nhất có thể. Dạ vâng, Thì cảm ơn em. lát nữa mình sẽ giải thích thêm cái mình sẽ giải thích thêm cái mô hình test baseline này nó dựa trên cái giả thiết nào. Nhưng mà hiện tại thì mình mới chỉ là dừng ở đến cái câu chuyện là khi mà mình dùng ước lượng mô hình ấy, thì cái lựa chọn ước lượng của mô hình nó sẽ ra ở đây là estimator và optimization method. Thì mọi người xem đây, đây là mình đang dùng ML. Trong trường hợp mà dữ liệu của mọi người nó bị là dữ liệu thiếu thì mọi người sẽ phải sửa ở trong này cái CFA này này, thay vì là mình dùng cái mặc định là ML thì mọi người sẽ phải có cái cách nào để sửa để cho nó thành ra là MLS. Thì sửa là estimator bằng MLS là được thôi. Nói chung là trong cái package đấy là nó có sự lựa chọn đấy rồi. Đây là mình giải thích về mặt lý thuyết là có những cái điểm đấy cần phải theo dõi, còn thì thực ra là không ai phải tính tay cái bậc tự do đâu em ạ. Tính Dạ sẵn vâng, hết em trường ạ, à, cả tính cái sẵn ở trên máy DF, hết mà. Ừ. trên DF nó tính sẵn hết ạ. Cái DF này. Cả không cả cái tính mà chi square trên DF mình có thể có lệnh trên A sẵn để tính luôn cho từng tất cả mọi thứ, tất cả các model fit là ra một một lần là ra tất cả các model các chỉ số được phù hợp. Đúng rồi. Trên thực tế là cái câu chuyện là mà mình đang phải làm ấy là nó có quá nhiều thông tin,
mình sẽ đặt những cái thông tin gì mà mình biết là nó quan trọng và nó là chính yếu, thì đấy là cái main story. Đây, cái model fit thì trước khi mình nói chuyện về 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 mức độ phù hợp của mô hình ấy, thì mình muốn làm một cái mình có một cái câu hỏi là những bạn mà đã làm CFA và xem rồi thì các bạn sử dụng bao nhiêu cái thước đo cao độ phù hợp của mô hình? Tức là bao nhiêu thước đo độ phù hợp? Ở đây ngoài các thầy cô ở ban chuyên môn đã được làm về các dự án trước thì có thầy cô nào khác có thể phát biểu cái phần đó không ạ? Không phải là ban chuyên môn phát biểu ạ. Có vẻ như là nhiều quá nên là cho nên là chưa đếm được đúng không ạ? Thì thực ra là cái đo độ phù hợp ấy, thì nếu mà mình back lại cái mô hình mà của ý định hành vi ấy, thì mình đếm ở đây là 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tức là nó có khoảng 9 giá trị. Thì mà 9 không phải là con số nhiều, 9 vẫn là cái mức nó gọi là mức minimum, mức thấp nhất thôi. Tức là một trong những mức thấp thôi chứ không phải là mức cao. Rồi, thế thì trở lại cái câu chuyện là các chỉ số thống kê mà đo độ phù hợp. Thì thường thì nếu mà chúng ta làm hồi quy tuyến tính ấy thì chúng ta sẽ quan tâm đến R bình phương hay là R bình phương có điều chỉnh. Thì ví dụ như là chúng ta nhìn ở cái mô hình cảm xúc công đoàn ấy thì mình thấy là R bình phương ấy nó là 11,3 23% và 39% cho các cái mô hình I1, I2, I3. Thì trên thực tế là cái này ấy thì R bình phương này nó không phải là quá cao, nhưng mà mặc dù là R bình phương là khá khiêm tốn, mình gọi là khá khiêm tốn nhưng mình không nói là cao, nhưng mà cái mức độ cái gọi là độ phù hợp của nó thì là cao. Ở đây người ta đưa ra các chỉ số như sau, có nghĩa là cái chi bình phương mà chia cho bậc tự do ấy, nó là chỉ bằng có 0,7 thôi, 0,4 khi bình phương chia bậc tự do là 0,4. Thì lát nữa mình sẽ giải thích xem là cái con số 0,4 này thì nó là tốt hay là không tốt, nhưng mà thôi nói luôn là con số này là rất tốt, tại vì bình thường là nhỏ hơn 3 là rất tốt, nhỏ hơn 5 là tạm được. Good need a fit tức là GFI này thì là tận 0,99, thì thường những cái gì mà gần bằng 1 thì phải nói là rất là cao. Tương tự như vậy là cái AGFI này cũng rất là cao, cái chỉ số RAMSI nó chỉ là có 0,9%, thì cái mục tiêu của RAMSI nó là nhỏ hơn 5%. Delay thì gần như bằng 1. Tóm lại cái mô hình này nó rất là tốt, nhưng mà cũng có một cái điểm chú ý là các cái mô hình mà vừa đủ xác định ấy, nó luôn luôn là phù hợp hoàn hảo nhưng mà không có nghĩa nó là mô hình tốt. Đấy. Thì sẽ có luôn có những cái tham số mà nó người ta nói là không cần thiết hay là vô nghĩa. Hay mô hình mà thừa xác định thì có thể là độ phù hợp nó kém hơn. Nhưng mà cũng có thể là do nó có quá nhiều những cái tham số cố định hay là ràng buộc.
Thì lát nữa chúng ta sẽ xem tất cả những cái chỉ số này mình sẽ đo nó bằng gì và tại sao mình lại đo những cái đo bằng những cái chỉ số đó. Thì cái kiểm định đầu tiên mà chúng ta sử dụng đấy là kiểm định Kim Bình Phương. Thì đối với những bạn mà đã từng làm với Kim Bình Phương thì hay là từng học cái môn xác suất thống kê thì chắc là các bạn đã nhớ là cái lần đầu tiên mà chúng ta làm cái mô hình mà sử dụng đến cái Kim Bình Phương là cái bài toán là chúng ta kiểm tra cái độ độc lập, tức là kiểm tra tính độc lập xem là cái màu mắt với cả màu tóc thì nó có mối tương quan với nhau hay không, hay là nó độc lập với nhau. Thì chúng ta sẽ dùng những cái giá trị mà chúng ta quan sát trừ đi cái giá trị mà expected, tức là giá trị kỳ vọng, bình phương cái đấy lên và chúng ta tính ra cái Ki bình phương và tính ra số lượng bậc tự do. Thì đấy là cái câu chuyện Ki bình phương mà chúng ta thường gặp khi mà chúng ta học môn xác suất thống kê. Thì ở đây nó cũng tương tự như vậy, nó cũng là câu chuyện là mình quan tâm đến câu chuyện là mình giảm thiểu cái độ chênh lệch giữa cái hiệp phương sai của các biến quan sát S và cái mô hình ước lượng sigma theta mũ. Thì mình sẽ sử dụng cái kiểm định Ki bình phương, và Ki bình phương này thì là nó sẽ là cái số quan sát là n trừ 1, mà n trừ 1 nhân với cả S min là hàm phân phối Ki bình phương. Với cái số bậc tự do chính là cái bậc tự do mà chúng ta nói đến ở ở ở ban nãy, tức là cái số lượng biến p nhân với p cộng 1 chia 2 trừ đi cái giá trị những cái tham số mà chúng ta ước lượng. Thì nếu mà khi bình phương lớn có nghĩa là chúng ta loại bỏ giả thiết H0, có nghĩa là chúng ta nói là mô hình của chúng ta nó không phù hợp với dữ liệu. Như vậy thì về mặt nguyên tắc, về khi mà các bạn nhìn dữ liệu thì bạn sẽ mong muốn rằng là cái giá trị khi bình phương là nó nhỏ nhất có thể, đúng không ạ? Bởi vì là như vậy, khi bình phương nhỏ nhất thì mình sẽ không loại bỏ giả thiết H0, có nghĩa là cái mô hình mà mình ước lượng nó phù hợp với cả mô hình mà mình ước lượng là thì cái variant của mô hình mình ước lượng nó sẽ phù hợp với cả cái phương sai của các biến quan sát đầu vào. Thì câu chuyện là nếu mà khi bình phương không ấy thì nó sẽ bị phụ thuộc bởi cái bậc tự do, nó bậc tự do, thì cho nên là người ta không dùng khi bình phương bởi vì không biết nhỏ nhất có thể là bao nhiêu, cho nên người ta sẽ dùng gọi là hệ số khi bình phương chuẩn hóa. Thì nếu mà cái hệ số Ki bình phương chuẩn hóa này, mình sẽ lấy cái giá trị Ki bình phương của mô hình đưa ra và chia cho số bậc tự do mà nó nhỏ hơn 3 là tốt và nó nhỏ hơn 5 là chấp nhận được. Được chưa? Thì bách lại cái mô hình mà mình có ở đây, thì cái mô hình mà bin ten này thì các bạn nhớ rằng là trên thực tế là chúng ta có 6 biến ẩn cơ. Nhưng mà cái mô hình này là mô hình mà mình và Hường làm để chạy demo thôi, cho nên là nó đơn giản nhất có thể là mình chỉ dùng 2 biến ẩn. Thì cái khi bình phương ở đây ra là 33 và chia cho số bậc tự do ở đây là 11, thì cái khi bình phương BF ở đây nó sẽ là ra 3,03, 3,02 là nó lớn hơn 3. Thì cũng không phải, nói chung là cái mô hình này nó chưa phải là tốt, bởi vì mọi người cũng biết là mình mới chỉ là chạy demo thôi. Chạy demo là chạy gì nhỉ? Và tóm lại là chạy mẫu. Rồi. Cái chỉ số ngoài cái khi bình phương trên DF là cái đo cái mức độ phù hợp của mô hình ấy, thì là cái tham số mà người ta luôn luôn là sử dụng. Thì các cái thước đo khác thì người ta sẽ chia thành ba cái loại như sau. Người ta chia thành là mức đo độ phù hợp của mô hình chỉ số tuyệt đối, để mình lấy một cái hình mà chung nhất tất cả mọi thứ đây, tức là chỉ số phù hợp tuyệt đối
Sau đó là chỉ số phù hợp tương đối và chỉ số tối giản, tức là người ta phân nó thành là ba loại khác nhau. Thì trong ba cái loại này thì thường thì nó sẽ có một số những cái rule nhất định, nhưng mà ít nhất là một giá trị trong số các cái trong số những cái cột ở đây và cộng với chi bình phương. Thì mình cũng không định là đi hết tất cả những cái hệ số này, bởi vì nó sẽ là overload đối với cả mọi người. Cho nên mình gợi ý là trước khi mình đi vào trong details ấy, thì các bạn đi vào trong cái vấn đề cụ thể, thì đây là trang số 53, và cái mà mình bắt đầu xem là trang số trang số 46. Thì mọi người mình để cho mọi người 5 phút để xem cái này. Sau đấy thì mình quay lại thì mình sẽ giải thích thì nó sẽ kỹ hơn và mọi người sẽ có thời gian để nhìn ngó rồi xem là cái gì mình muốn biết thêm, cái gì mình không cần, mình sơ sơ cũng được, đúng không ạ? Tức là non-five minutes break. Xin phép sếp Long nhé, mình đi lấy nước tí. Vâng. Lúc cho cô Bình đi lấy nước thì có cái thông báo như này thì cô là chúng ta có một cái giấy chứng nhận là hoàn thành cái hội thảo này, thì để được cấp cái giấy chứng nhận đấy thì các thầy cô là sẽ điền vào một cái form gồm có một số thông tin như là họ và tên, giới tính, số điện thoại liên hệ, đơn vị học tập công tác và số chứng minh thư nhân dân hoặc là thẻ căn cước công dân. Thì một lát nữa thì cô Hường sẽ post cái link thông báo đấy, cái link để điền nội dung qua Zalo thì để các thầy cô là điền ngay để mình có thể là có cái giấy chứng nhận sớm nhất có thể. Vâng ạ. Nên là trong lúc chờ 5 phút break thì Hường đã gửi cả cái phần mà điền form và phần Google và phần tin nhắn chat của Zalo ạ. Và giờ sẽ gửi cả ra group nữa. Thì xin mời tất cả các quý đại biểu ai mà có nhu cầu lấy cái giấy chứng nhận tham dự hội thảo thì tất cả đều điền thông tin. Và cái form này thì giống như là trên cái phần mà các thầy cô mở ra đấy, thì các không lấy từ phần 2 rồi. Ô chứ chứ là em ấy em bấm rồi mà em không để ý, thế là nó thôi được rồi, thế hết bài giảng rồi. Thế thì các thầy cô thế đoạn đầu có trước trước phần tip break là có record này ạ, mà sau đó thì không record, nhưng mà bạn hỏi mình chậm quá thế không đấy thì mà mô hình xem mình gọi ở đây là mô hình xem 3. Ngày mai các bạn sẽ chạy cái mô hình này, nó gồm có 1 2 3 4 5 biến, 5 biến ẩn. Và đây là biến biến ten, nó là biến phụ thuộc của 4 biến ẩn còn lại. Và cái câu variate, thì câu variate tại thời điểm này các bạn cứ tạm chấp nhận là tên của nó chỉ là câu variate, còn tại sao chúng ta làm câu variate thì lát nữa mình sẽ lại nói tiếp. Thì cái mô hình xem này thì đây là cái kết quả chạy ra của mô hình, và mình sẽ là cái model test user ở đây. Cái test statistic ở đây chính là cái chi bình phương đấy, còn cái degree of freedom ở đây nó là 255. Cái số lượng parameter mà mình ước lượng nó là 70, giá trị ước lượng cộng với cả cái số bậc tự do thì bạn biết là cái tổng nó là rất là lớn.
Thì đây là cái mô hình mà mình B-intention mà theo các bốn cái biến ẩn. Còn đây là cái mô hình mà chúng ta có B-intention ở đây và theo các biến ẩn BI, biến quan sát BI và có thêm một số những cái biến ở đây nó gọi là biến biến kiểm soát, family rồi work rồi year. Thì ngày mai các bạn sẽ trực tiếp làm được cái hình hình này. Mình chỉ giới thiệu là sau khi chạy ra thì nó sẽ ra được cái kết quả như vậy. Và để đánh giá độ phù hợp của cái mô hình này thì thứ nhất là cái giá trị đầu tiên mà chúng ta nhìn là giá trị RAMC ở đây là nó cũng là 4,9%. 4,9% thì cũng không phải là giá trị xuất sắc lắm bởi vì thực ra cái bao của nó là 5%. Tuy nhiên thì nó cũng dưới, nó cũng là cận dưới. Thì có một câu chuyện là cái ở đây nếu mà mọi người nhìn kỹ chứ là RAMC mà confidence interval của lower boundary và upper boundary xong rồi mình có cái p value của RAMC là nó có lớn hơn 5% hay không thì nó reject ratio là nó không lớn hơn 5. Nhưng nó reject ratio tức là nó không loại bỏ giả thiết S không là nó cho nên là nó không lớn hơn 5%. Thì GFI của mình và AGFI của mình nếu mà mình cái bao là 0,9 thì mình pass, còn nếu mà cái boundary của mình là 0,95 thì mình cũng không pass cho dù là cái mô hình này cũng là cái mô hình cũng tương đối là tốt rồi. Đây là cái PGFI ở đây nó còn là 0,729 thì nếu mà mình mọi người nhớ là cái này ấy, là nó yêu cầu là 0,8 nhưng mà cái này nó chỉ 0,729 thôi cho nên người ta sẽ không report cái số mà nó không đủ chuẩn. Đấy. Thì cho nên cái mô hình này cũng tương đối phức tạp. Cho nên độ đơn giản của cái mô hình này là nó không pass. Tức là nếu mà mình yêu cầu độ đơn giản tính cái độ đơn giản của mô hình này thì nó sẽ không qua được cái kiểm định là độ đơn giản. Bởi vì trên thực tế là mô hình này đã được coi là mô hình phức tạp. Cái CFI nó là 0,95953, nó vừa đủ chuẩn là 0,95. Thì đấy là những cái mà khi mà mình ra cái fit measure ấy, nó sẽ ra cỡ khoảng 50 cái giá trị thước đo. Nhưng mà thực ra những cái thứ mình cần thì mình thực ra là mình chỉ cần 1 1 2 3 4 5 6 7. Mình cần khoảng 7 cái giá trị như như mình nói ở đây. Cộng thêm là mình lấy cái chi bình phương mà chia cho DF mà nhỏ hơn 3 là được. Thì thế thôi. Thì đấy là cái mà mình chạy để đo độ phù hợp. Thước đo độ phù hợp. Rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái vấn đề số 4, đấy là cái độ giá trị của thang đo tức là cái construct validity. Thì trước khi mình đi vào cái phần này thì mọi người có câu hỏi gì liên quan đến những cái gì mà chúng ta đã đi qua với nhau không ạ? Đặc biệt là trong cái phần 4. Thứ nhất là liên quan đến độ xác định của mô hình, ước lượng mô hình và những cái thước đo độ phù hợp của mô hình. Mình còn nửa tiếng nữa, thoải mái, thời gian. Có thể chat với nhau thêm 5, 5 phút nữa cũng được. Let's move on. Thì mình kiểm tra thứ nhất là cái độ giá trị hội tụ, tức là mình kiểm tra cái hướng của một nhân tố, cái chiều của nhân tố, mình kiểm tra đánh giá cái độ tin cậy của cái cấu trúc mà mình cái phương pháp là mình dùng cái mô hình một nhân tố phương xa trung bình trích xuất tức là cái AVA hay là cái nhiều khi mình ký hiệu là rho của variance. Tiếp theo nữa là mình làm cái nó gọi là độ giá trị phân biệt. Thì nó gọi là discriminant validity tức là mình kiểm định xem là hai nhân tố đại diện cho hai biến ẩn đấy thì mình phương pháp là mình lấy hai nhân tố nó lồng với nhau ví dụ một nhân tố giả định hai nhân tố là một hay là nó là hai nhân tố phân biệt tức là thì mình có phân biệt được hai cái nhân tố đấy không
thì mình sẽ dùng cái yêu cầu là cái có sao nhiều người bị ở bên ngoài thế, mình sẽ tính toán cái maximum share variance, tức là cái MSV nó phải nhỏ hơn cái giá trị độ hội tụ ở bên trên. Thì hay là nói cách khác là nó là căn bậc 2 của AVE, nó phải lớn hơn cái tương quan giữa các hai biến. Thì mình tính cái AVE này như thế nào? Thì AVE này nó được tính bằng là các giá trị loading bình phương, tức là giá trị tải bình phương, và chia cho tổng của hệ số tải cộng với cái phần dư của cái biến quan sát. Thì mình sẽ có gọi là phương sai trung bình. Thì cái phương sai trung bình này nó yêu cầu là cái phương sai trung bình này nó phải lớn hơn 0.5. Nếu mà muốn để được cái AVE này lớn hơn 0.5 thì trên thực tế là mình sẽ phải có được cái phần dư này nó nhỏ hơn cái phần loading. Hay nói cách khác là về cơ bản ấy, thì cái phần loading ấy nó phải về mặt trung bình của phần loading nó phải lớn hơn 0.7. Loading lớn hơn 0.7, tức là hệ số tải lớn hơn 0.7 thì 0.7 bình phương lên thì nó sẽ ra là khoảng 0.5, rồi không tổng của cái đám 0.5, tất cả mọi thứ 0.5 rồi chia cho tổng các thứ 0.5 và chia cho phần dư 0.5 thì ít nhất là chúng ta cũng đạt được cái yêu cầu là đủ giá trị phân biệt nó là 0.5. Thì chính thế nó cũng là một cái giải thích là tại sao người ta vẫn mong muốn là cái loading factor khi mà mình chạy EFA ấy, mình chạy EFA hay là mình chạy CFA nó phải lớn hơn 0.7, tại vì cái câu chuyện là nó sẽ tính được cái độ phân biệt của cái khi mà mình có các biến quan sát này giải thích cho biến ẩn. Thì đấy là độ phân biệt. Trong 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 cái ấy, thì mình có luôn cái độ phân biệt này ở trên cái hàm lệnh là reliability ở trong A, thì nó chính là cái hàng mà nó ở cái chỗ gọi là average variance ở đây, average variance. Còn cái alpha ở cái hàng này thì nó chính là cái convex alpha mà các bạn đã biết tương đối kỹ khi mà chúng ta học về EFA. Thì đấy là cái AVA là giá trị hội tụ. Giá trị phân biệt là mình xem là cái maximum share variance của các hai cái biến gọi là endogenous, hai cái biến ẩn này như thế nào. Thì cái maximum share variance sẽ được tính như sau. Ví dụ như là mình có các cái khi mà mình chạy cái hàm rồi mình có nên nói luôn không? Hay là mai mình nói cái phần này? Thôi mình nói sơ qua, nếu mà mai mà mọi người chạy đến cái phần này mà vẫn muốn biết kỹ hơn thì mình sẽ lại nói lại. Thì khi mà mình chạy cái CFA ấy, CFA ở đây là CFA, thì mình sẽ có các biến là endo covariate với cả education. Thì cái S ở đây là giá trị estimation, tức là giá trị ước lượng của nó là 0.25. Endo ảnh hưởng lên Gapman là 0.232 và endo ảnh hưởng lên Binh là âm 0.5. Khi mà mình tính cái giá trị độ phân biệt ấy thì mình sẽ tính là endo mà ảnh hưởng lên bốn cái biến còn lại, và mình lấy giá trị nó gọi là maximum share variance, cho nên mình sẽ lấy cái giá trị ước lượng lớn nhất, giá trị ước lượng lớn nhất mình bình phương lên. Đây là mình lấy giá trị ước lượng này bình phương lên, thì bởi vì cái giá trị này này nó cái estimation này trên thực tế khi mà mình làm standardize thì cái giá trị estimation này nó sẽ là cái correlation, nó sẽ là cái correlation gọi là gì nhỉ? Tự dưng bây giờ I'm lost.
Tương quan, hệ số tương quan nó sẽ là hệ số tương quan, cho nên hệ số tương quan bình phương lên thì nó sẽ ra cái variance. Yeah. Thì cái biến endo ấy nó sẽ được tính là cái đối với cả endo thì cái maximum share variance của nó sẽ được tính là 0.25 bình phương, nó là 0.006. Bây giờ mình tính tương tự đối với cả biến edu. Đối với biến edu thì mình sẽ xem bốn cái biến còn lại là Gapman, Bienten, Vela, Bienten. Thì cái giá trị hệ số tương quan nào lớn nhất? Hệ số tương quan lớn nhất ở đây nó là 0.579. 0.579 bình phương lên thì nó sẽ ra là 0.0035. 0.0035. Thì mình có edu là 0.035. Gapman thì cũng giống như là Bienten, nó cũng vẫn có cái giá trị cao nhất, nó là 0.579 bình phương thì cũng thế. Và Bienten với Rela thì số cao nhất của nó là 0.686 bình phương lên là 0.71. Cái điều kiện là cho dù là mình lấy cái maximum share variance rồi, nhưng mà các cái giá trị này nó đều nhỏ hơn 0.5. Tức là có nghĩa là gì? Có nghĩa là kể cả là mình lấy cái hệ số tương quan cao nhất rồi thì nó vẫn có cái sự phân biệt giữa các cái giữa những cái biến tiềm ẩn với nhau. Thì đấy là cái câu chuyện của cái độ giá trị phân biệt. Thì quay trở lại là nhớ rằng là cái yêu cầu của độ giá trị phân biệt là cái hệ số này nó phải nhỏ hơn 0.5, hay nói cách khác là nó nhỏ hơn cái AVE, nhỏ hơn AVE. Tức là AVE thì phải lớn hơn 0.5, và cái gamma bình phương này, cái phân biệt này thì nó phải nhỏ hơn 0.5. Thì thay vì là mình nói là cái AVE nó phải lớn hơn gamma bình phương thì mình nói là AVE lớn hơn 0.5 và cái gamma bình phương nó phải lớn hơn 0.5, thì như vậy là nó ổn. Và cái chỉ số mà tất cả mọi người mà chạy xem CFA ở trong SPSS thì rất hay dùng, đấy là cái hệ số liên quan đến độ tin cậy tổng hợp, tức là composite reliability. Thì composite reliability được tính bằng cái gì? Cái này được tính bằng là lấy tổng của các hệ số loading factor, tức là hệ số tải bình phương lên, và chia cho tổng của hệ số tải, chia cho bình phương để ra variance, tức là cái phần mà gọi là được giải thích bởi mô hình là cái phần loading bình phương cộng với tổng cộng với cả cái phần phương sai phần dư, thì sẽ ra được cái độ tin cậy tổng hợp. Không biết là có share cái hệ số được không? Tóm lại là cái ở trong A ấy, thì nó không dùng CIA lắm, mà nó dùng từ omega 1 đến omega 3 thay cho cái hệ số CIA đấy. Thì cái CIA này nó có một cái điểm dở là nó không tính được đến cái covariate, tức là nó không tính được cái tương quan giữa các biến quan sát. Cho nên là nó sẽ hơi bị nhỏ hơn so với cả cái thực tế. Cái hệ số CIA nó đương nhiên là cái hệ số CIA, à cái này là 0.78. Thì đầu chị Bình nói tiếp đi. Mình nhầm, đây là biến BI CIA của BI. Đây. Đây Bienten, CIA của Bienten thì nếu mà mình tính theo omega thì nó cỡ khoảng là 0.77, còn nếu mà mình tính CIA thì nó cỡ khoảng 0.78. Nhưng mà cái câu chuyện 0.785, câu chuyện là sao? Câu chuyện là mình tính CIA bằng 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 đoạn cốt này ấy, thì mình tính rất là lâu, tức là mình phải thay cái biến, mình phải define cái biến đấy, xong mình phải tính cái tổng bình phương của các lambda, xong rồi chia cho tổng bình phương các lambda mà chia cho cái phần residual, cho cái phần dư, thì mình tính rất là lâu, trong khi là mình hoàn toàn có thể sử dụng cái hàm luôn ở trong A là reliability, và mình report cái Bienten, thay vì nó là chính xác thì nó là 0.0
785 thì mình có thể thay nó bằng 0,77. Thì nó cũng là cái câu chuyện trade-off giữa cái việc là chúng ta tính kỹ hay là chúng ta tính tương đối. Thì đấy 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 mình cũng recommend là nếu mà chúng ta đã dùng A thì nên sử dụng một số những cái measure, những cái thước đo mà nó đã được cung cấp bởi A thì như vậy nó cũng thuận lợi hơn cho mình.